Mày gan xấu nị. Trời ơi. Đi cưa khoai tay không nhận được. Xin chào cả nhà, trở lại với kênh Mẹ Con Nhà Ly Cuộc Sống Trung Quốc hôm nay. Hiện tại gia đình bé nhỏ của Ly đang sinh sống tại tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Cả nhà coi, đây thùng dừa của Ly tới rồi đây. Trong đây nó cũng có tổng cộng 6, 6, 18 quả dừa ở trong đây. Về uống nước mệt nghỉ luôn. Dừa nè, Ly sẽ làm mứt dừa như Ly nói đó. Ly làm một hũ lớn cho Ly với hũ nhỏ cho cháu chồng Ly. Hàng vừa mới về tới luôn. Thấy dậu còn chỉ cần bấm bấm ứng ứng là biết còn hay hết, hay cái nhà ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nhưng mấy kia đây thấy dâu hả? Tại vì xấu thôi mà chân lạ. Xấu thôi mà sự mơ hưởng chân xấu lạ. Ta nhiên sĩ chứ tao hợp nà đi nhiên đợ. Chả sự mơ. Đi cứ đi. Sẽ thấy sân nhiên đợ sự mơ. Thì sĩ xấu thật nà đi cơ. Háo tu chứ cơ. Khư huẩn. Thế nhớ nhu. Thế nhớ nhu. Đó đi tí nhu. Bên nhà thế nào tôi đi cái hồ chó đây mà. Xóa bữa nay chú thay tôi là học binh. Bên tiêu là ha, tiêu cái gì dầu lâu mà dầu à, hậu linh. Mấy cái gì lâu, có gì. Hảo khớp à? Hảo sư phụ. Mày ăn xấu nị. Trời ơi, mình mẩy kìa trời ơi.
不要在那刷多的，哦，弟弟，这个弟弟，弟弟的手。你的手，哎呀，手脱不净了，又带歪着了。啊，哎，你到底了？哎，姐哎呀妈，姐哎，哎，姐哎，啊，好冰啊！大大，好舒服吧？干活好累呀，可很好。太冷了呀！不要，不是，不是冰箱。Mà cái nhà uống nước dừa giữa trời đông lạnh giá. Trời lạnh đó, cái nhà nước dừa nó lạnh lạnh mát mát. Con đi tắm rửa, mình mẩy con như con mèo. Vợ chồng Ly đi tới vườn dâu để kiếm cây giống dâu mua. Nhưng mà vô vườn dâu không có một trái dâu nào luôn. Rồi cũng không thấy ông chủ bán dâu đâu luôn. Mà cô tin cô Bin thì bốc mấy cái gì, mấy cái ống khói rồi đó. Bởi vậy tay chân đang thù lùi, rửa ông ra. Hết dâu rồi. Như lạnh, mấy bữa lạnh quá, mấy bữa mà âm độ 4 độ cả nhà. Cho nên trong vườn dâu còn trái dâu nào á mà không thấy ông chủ bán dâu đâu đâu luôn. Phải có ổng á thì mua cây giống về. Vài bữa Ly ghé lại. Hậu khơ ba. Hậu khơ hả? Ly mua 20 mấy trái dừa. Phải không ta? 10, 12, không, 18 trái à, không phải hai mấy trái. Một thùng là một thùng 6, 12, 18 quả. Ly mời người này người kia uống phụ Ly, để Ly lấy cái này là mất. Với lại phần người Trung Quốc họ thích uống nước dừa nha cả nhà. Cháu chồng Ly mới trời lạnh mà còn uống rồi thấy không?
Có cái cứng, có cái không cứng. Xem à? Cái này về, cái này hình như chứ. Đây khang khang. Cứ cưa mỹ dù lão. Cái này là đâu có làm được đâu, có nhà nó mềm xèo à. Có cái đầu thì nó hơi cứng. Cái hơi cứng à, chồng Ly anh kêu chỗ cái gì mà cứng như vậy, anh lấy cái anh lấy cái đồ máy cắt, anh ra anh cắt. Và mất dừa, ngán như là cái công đoạn này nè cả nhà. Lấy cái dừa, chứ còn bao nhiêu cái là... Không chừng, khưa. Khưa lên cho à, nông khưa đồ. Phân ra lị nào mang mang khưa. Bỏ vô mệt. Ông cho tôi nói lý, không mang mang chưa? Hiểu phần nó nên là gì? Sụt nước. Tôi thì bỏ vô mình. Đốc bịch lại, muốn uống thì lấy rồi uống thôi chứ có đâu có đổi đâu. Hoặc là kho cá, kho thịt gì đó. Mà không phải lâu được đâu, để một ngày thôi à. Phải làm sao trong vòng một ngày là phải hết. Để đi
chứ lâu là dừa, nước dừa nó không có ngon, dừa là dừa. Nhìn bạc. Trời, này là mứt ngọt mà. Chứ cứ luôn hưởng hảo. Cái mứt gì là luôn à. Chứ mình hầm luôn rồi. Ừ. Mang mang thì khang mang mang luôn nè. Chồng đi nói sao mà khó làm vậy. Trời, chứ đâu phải mứt là đâu, dễ làm đâu. Cần phải sự kiên nhẫn. Chứ cưa mỹ viên là nung chứ cưa cô lái nè. Phân thi sân để phân y phụ đi. Mấy cái non này nè cả nhà. Ngon mềm ngon. Chỉ được chừng một nửa phần chẳng đủ. Xẻo à, nung mà thôi bố hảo khen hả? À. Cứ ý chư mà bố hảo khen hả? À. Cái mà hảo khen rồi mà. Hảo khen là dâu cu nhé là dâu hảo khen. Mức dừa là làm cái công đoạn nào nó cũng kỳ công hết trơn á, bởi vậy đi ra ngoài mua là nó mắc là đúng không? Về nè, về nán á, cu nhén chân thấy dâu chưa cưa. Mày khen à. Đi cưa khoai tay phân nhân lực. Cắt nhỏ vậy thì dễ gỡ. Hứng không hả? Ừ, hứng kìa. Cái bức hành tức là bây giờ tao khẳng lắm nè. Vâng anh. Lý. Ừ. Xin tao khẳng lắm nè. Mất dầu. Hai anh em coi điện thoại xong mà nằm lăn ra ngủ luôn. Còn cái nước dừa này á, nếu mà ngày mai uống không nguyên, ngày mai uống không hết á, thì Ly sẽ bỏ trong ngăn đông để dành kho thịt nè, nấu lẩu đồ đó bỏ vô ngon lắm. À, vợ chồng Ly đã gỡ hết dừa xong hết rồi. Giai đoạn này là nặng nhất, chồng Ly ảnh phụ Ly. Rồi bây giờ thì tiếp theo thì Ly sẽ vừa coi phim, vừa bào mứt ra rồi xong rồi ướp đường, đi luộc nữa ướp đường.
Do cái mứt dừa này Ly đã có làm một cái video chia sẻ rồi, cho nên Ly sẽ không có chia sẻ lại cái mứt dừa này nữa. Vừa coi phim vừa làm cho xong cái mứt dừa này để Tết có ăn. Video của Ly đến đây cũng hết rồi. Ly hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của gia đình bé nhỏ của Ly nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến phút cuối cùng của video. Cảm ơn cả nhà nhiều.